Với cái cấu hình này thì nó hơi bị khủng các bạn ạ, bởi vì với loa thì là Pioneer V50F, mà Pioneer V50F thì trong dòng loa Pioneer, cái dòng mà nó gọi là đa năng hát và nghe nhạc hay, thì V50F thì nó đứng đầu bảng. Nó và con V12 là hai con đứng đầu bảng của Pioneer trong dòng vừa hát và nghe nhạc nhé, em nhấn mạnh như vậy. Còn nếu mà những cái dòng chuyên khác thì nó có nhiều con nó gấu hơn, nhưng mà vừa hát vừa nghe nhạc thì Pioneer V50F, cái đôi loa tháp này đang quay cho các bác này, nó là số 1 và số 2, tức là có thể tùy vào tai. Với anh em thì thích V50F mặc dù nó rẻ hơn con V12, có anh em thì thích V12, V12 cấu hình nó gấu hơn và giá nó ngoài 20 triệu, trong khi con này trên chục triệu. Và cái âm ly em ghép ý, thì nó là Sansui. Sansui thì nó là dòng D907X được cát, thì nó là hàng cũng dạng to nhất của dòng đờ lông dòng D rồi. D thì nó có từ 207, 307, 507, 607, 707 và đây là 907. Nhưng mà 907 là còn 907X được các chỉ vàng hồi gỗ. Đấy, do đó là hai cái thằng khủng nhất của hai cái hãng đặc trưng này nó sẽ phối lên một bộ khá là gấu. Và đương nhiên là cái ngân sách thì nó sẽ cao, chắc chắn là như thế rồi. Đây có 907 được các bác nhá. Hồi gỗ chỉ vàng. Tức là hồi gỗ xong rồi giữa hồi gỗ với cái thân âm ly nó có một cái chỉ vàng thì gọi hồi gỗ chỉ vàng. Và tất cả những cái dòng âm ly mà có đuôi X được các của Sansui thì đều có chỉ vàng hết. Và có 3 dòng thôi. Là 607 X được các này, 707 X được các này và 907 X được các. 507 507 thì nó không làm X được các chứ. 207 và 307 nó cũng không làm được các. Đấy. Cặp loa PLV 50F thì nó sở hữu chiều cao là 1m2 các bác nhé. Và nó sở hữu hai bát 20, hai loa chung và hai loa tép. Và quan trọng là riêng với dòng Pioneer V50F thì củ từ của nó ấy, đều là củ kép. Đấy. Bát cũng củ kép, chung cũng củ kép và tép thì cũng củ kép luôn. Do đó cái con này tiếng nó đem lại, chất âm nó đem lại rất là hay. Cấu hình các bác sở hữu với một cặp VLMF nó tương đương với hai cặp loa khác. Các bác hình dung không? Một thùng của nó là 6 loa, bình thường một thùng trung bình là 3 loa. Do đó cấu hình này nó tương đương với hai cặp khác. Và với cái tai của em là người tương đối là nghe thích nghe giải trầm thì cái cặp VLMF này với em là quá đủ, thậm chí là hơi dư. Do đó là cấu hình này thì có những anh em bảo là nếu mà muốn hát thì có thêm thêm súp không, thì như em thì em tư vấn là không cần. Đấy, còn tùy vào tai của anh em nữa. Đấy, và cấu hình này đương nhiên là hát tốt với trường hợp anh em bố trí thêm con vang. Vang thì em sẽ không ghép bởi vì em không muốn lẫn. Cái này em đang muốn ghép là một bộ là toàn bộ made in Japan hết. Âm ly cũng là điện 100V made in Japan, hàng nội địa nhé. Hàng sử dụng ở trong nước, chứ không phải hàng xuất. Đấy. À, hiện tại thì Thảo Cao Lô đang có V12 luôn. Trường hợp mà anh em là mà thích V12 mà muốn kết hợp với cả Sansui, kể cả dòng 9 hoặc dòng đầu 7 hoặc dòng đầu 6, có thể để lại comment thì em sẽ chia các bác phối hợp cho các bác xem. Bởi vì rất là nhiều anh em có những con âm ly Sansui dòng 6, dòng 7, 607 hoặc 707 hoặc 907, muốn kết hợp thử với cả V50F hoặc V12 để có thể quyết định là chọn cặp loa nào. Để lại comment, em sẽ sắp xếp và test cho các bác. Với điều kiện là vẫn còn nha các bác nhé. Vẫn còn, ví dụ vẫn còn loa, vẫn còn ly, em sẽ test cho các bác. Còn nếu mà chưa có thì sẽ thời gian gần tới có sẽ test cho các bác. Các bác nhìn đằng sau đấy, có cái cặp loa V12 đấy, chỉ đỏ dọc thân loa đấy, đấy là V12. Nó cao cũng 1m2 luôn, nhìn nó to hơn bởi vì nó sử dụng hai bát 25. Bây giờ anh em sẽ nghe thưởng thức một đoạn nhạc của cái bộ này, em sẽ cắm từ máy tính ra cho các bác nghe nhé. Hãy
vẫn mong em về bên mình. Mây mùa thu lấp trăng khuya.